Hiện nay, sản phẩm Đan Móc không chỉ dừng lại ở những trang phục hàng ngày để chống chọi với thời tiết lạnh giá mùa đông. Qua đôi bàn tay khéo léo và óc sáng tạo độc đáo của con người, các sản phẩm Đan Móc đã được nâng lên thành những sản phẩm nghệ thuật trang trí handmade độc đáo và đầy ấn tượng. Cũng như những bạn trẻ khác, Nguyễn Thị Tuyết Trinh, chủ cơ sở mèo đỏ Bakery and Club, được tiếp xúc với niềm đam mê đan móc từ nhỏ. Song bẵng đi thời gian dài cuốn theo nhịp sống, đến nay Trinh mới thật sự trở thành một trong những người khởi xướng lại trào lưu đan móc len thủ công này. Phải nói là được nhìn ngắm lại những cái sản phẩm len ngày hôm nay thì nó tạo cho mình một cái cảm xúc rất là mới lạ. Mặc dù là những cái sản phẩm này mình đã từng thấy đâu đó trong cuộc sống từ cái thời ấu thơ cho đến khi mình lớn lên. Và Trinh có thể chia sẻ một chút về cảm xúc của mình về len. Dù cái nghệ thuật móc len này nó rất là hay ở chỗ là bạn có thể linh động sử dụng, có thể là tận dụng là tất cả mọi cái lúc khi bạn làm tay, khi bạn làm việc nhà, khi bạn nghỉ giải lao 15 phút. Trong cái móc len còn có một cái hay ở chỗ là bạn có thể phối màu tùy theo ý thích của bạn. Ví dụ con này là bạn sẽ sử dụng màu bi, màu trắng, hoặc những cái con thú theo màu ô già màu em thì bạn có thể sử dụng màu đỏ, màu trắng. Có rất là nhiều màu sắc. Tự do phối màu. Đúng là bạn sẽ tự do bạn phối màu theo ý thích của bạn, không có một khuôn khổ bắt buộc gì cả. Nó sẽ tạo ra những cái sản phẩm độc bản chỉ riêng của mình bạn. Vậy thì theo Trinh, trong thời điểm hiện nay, khi mà cái sản phẩm handmade nó lên ngôi thì cái việc quay trở lại với những cái sản phẩm thủ công làm bằng tay, đặc biệt là len thì cái handmade nó lên ngôi thì thật ra là trong một thời gian vẫn phải sản xuất đồng loạt, vẫn thể sản xuất theo cái mẫu theo nhu cầu người khác. Nhưng mà cái hình ảnh khi bạn ngồi móc thứ nhất đó là dành cho mình thì bạn sẽ cảm thấy một cái sự kiên nhẫn và một cái sự mà giống như là thiền, chậm lại, bạn sẽ ngồi và suy nghĩ được rất là nhiều vấn đề trong khi móc. Bạn sẽ giống như là giải quyết những cái stress trong cái đầu của mình, thư giãn cái đầu của mình. Chỉ có một cái sợi len thôi mà bạn sẽ tạo nên được một những rất là nhiều sản phẩm mà bạn thích. Rồi khi mà cái hình ảnh mà bạn ngồi móc thì con bạn sẽ nhìn vào, lúc đó mình không sử dụng điện thoại nữa đó, thì con mình nó sẽ ngẫm nghĩ là nó sẽ quay trở về với những cái thứ rất là đơn giản mà được tạo từ đôi bàn tay của mình. Chứ đôi bàn tay của mình không còn phải là cứ ngồi bấm nữa. Cái hình ảnh đó nhiều khi thì mình nghĩ đó nó đơn giản bình thường thôi, nhưng mà trong cái đầu óc con mình nó sẽ rất là ấn tượng. Nó sẽ suy nghĩ là đúng rồi, nếu mà không cầm điện thoại thì cái thế giới thực ở bên ngoài kia nó rất là đẹp, không phải chỉ có trong cái game hoặc là trong cái những cái TikTok hay YouTuber gì đó nữa đâu. Mà những cái sản phẩm này là từ tình yêu của người mẹ dành cho con, mà là một cái niềm vui duy nhất. Chứ còn nếu mà sử dụng tiền để mua được thì rất là đơn giản, nó không có trân trọng những cái tình cảm của người mẹ dành cho con. Và hiện tại cũng có rất là nhiều bạn muốn quay trở lại cái việc của con này cũng chỉ với một mục đích là gây dựng cái tình cảm cho con thì rất là hạnh phúc. Thì sao ạ? Thì nghĩ ra là bây giờ cái này nó cũng không có thịnh như ngày xưa. Ngày xưa thì gọi là đan họ tặng ánh này nó, bây giờ mình có thể đan những cái con thủ rất là dễ thương cho con mình, cho bạn mình. Nói chung là những cái món quà mà handmade này nó rất là dễ thương và rất ý nghĩa. Có thật là những ngày cuối năm được cầm trên tay những cái cuộn len thì tạo một cảm xúc mới. Và đang hy vọng là cái chương trình hôm nay một chút những cái chia sẻ này về những người đam mê mới nghệ thuật móc len thì sẽ mang đến cho quý vị khán giả một cái cảm xúc mới trong năm mới, cũng như là sẽ đưa những thêm cái tâm hồn nghệ thuật trong một tuần.